gì ạ? Con giải đáp thắc mắc của chú với lại các bình luận viên xíu hen. Bình hình nói rõ là đáp án mình là gì Bình? Veteran. Con ơi, tài năng của con là gì con? Con sẽ kể chuyện hát sau với Grado. Bằng tiếng gì con? Tiếng Anh ạ. I knew it. In it for today. Dạ đúng rồi. Vậy cái đạo cụ đi dùng để làm cái gì? Để con kiến quy vẽ hả? Chúc mừng bé Bình đã bị lừa. Đây là những hình ảnh trong câu chuyện bé sẽ kể. Miu ơi. Vâng ạ. Con kể chuyện, chú sẽ là người lật hình ảnh. Vâng ạ. Quy ơi, em là người dịch đi. Dạ ok. Rồi, 2, 3. Once upon a time, there were two kids named Hansel and Gretel. They lived in a house deep in the forest. One day, their mother died, so their father started marrying the stepmother, which was very mean to the kids. Ngày xưa ở một vùng đất là có hai đứa trẻ nhìn vô một cái khung cửa sổ và thấy một ông đang buồn. Kế bên ổng là một bé cười rồi. Người đàn ông đang buồn và mẹ người đàn ông này nói gì đó. One day the stepmother forced Hansel and Gretel to go find food in the woods. On their way they were so hungry they saw a candy house. Và họ thấy một cái căn nhà làm bằng kẹo và họ quyết định đi vô căn nhà làm bằng kẹo. Yeah. Gretel and Hansel started eating some food until a witch said, "Hey, why are you eating my candy house?" Hansel and Gretel were so sad. They said, "We are so sorry. We were just too hungry." The witch said, "Come in. I have plenty of food." Em dịch được. Để em câu này để em. Ba phụ thủy nói. Trong bốn vị huấn luyện viên kia ai giống cái này? Không ai ạ. Vì là một, mỗi một phụ thủy phải dài. Hai, phù thủy phải đeo một cái mũ rất là độc ác. Với cả ba, phù thủy phải có một cái chổi, nó có thể bay lên trên trời. Rõ ràng. Rồi tiếp con. The witch locked Hansel inside a dungeon and forced Gretel to be the witch's servant. Đứa bé thấy chị Năng Bình dễ thương quá nên vô nhà của bé Bình chơi. Getting ready to cook Hansel, Gretel pushed the witch inside the oven. Poof, she was gone. Và đứa bé nhận ra mình không tốt như là mấy bé nghĩ nên đẩy mình ra ngoài đường. Hansel and Gretel got home and they got lots of food and they lived happily ever after. The end. Và hai bé quay trở về với lại chú Huy. Ủa hết rồi con. Ủa chị có chuyện dùng cái gì dịch ra giọng đúng hả? Cất đi. Con ơi, con tóm tắt lại câu chuyện bằng tiếng Anh để cho cô Mỹ lên dịch đi con. Ok. Gretel, Hansel and Gretel. Sống ở trong một ngôi nhà cùng với người cha, người mẹ mới mất và người cha đã cưới một người vợ khác được gọi là dì ghẻ. Mẹ kế. I really like your English. It's very clear. And I have something for you to study more English. Okay, so we not just ask you to go to the forest to find some food. We have some food here. We have a candy house, which is prepared by Mr. Hui. This is witch. There's no real witches inside this whole entire world. No. There is. Monsters don't exist in the world. You're so smart. Bé không những là cái trình độ về cái ngoại ngữ rất là cao, có thể đối thoại tay đôi được với tất cả những vị bình luận viên, mà còn có một cái chính kiến riêng của mình. Và bây giờ là thời khắc mà để con chọn đội nào. Con chọn đội. Vì đội đấy nói tiếng Anh giỏi giống con ạ. Bây giờ con biết con gì bằng tiếng Anh, con kể ra bằng tiếng Anh nè. 2, 3. Giraffe, hippo, rhino, cat, dog, parrot, bird, eagle. Big nose.
elephant. Yes. Porcupine, pig, horse. 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 Yeah. Chỉnh luôn ha. Chỉnh luôn. And lion, tiger, and cheetah. Where do you study English from? First I study English from my mom. Second, I study English from my school. Third, I study English from YouTube because there's lots of English to find. Wow! Wow. And last, my parents put lots of games of learning English for me to play. So, where's your father from? My whole family is from Vietnam. Then moved to here so I can go on TV. Oh, really? Yeah. So it's really, really good that you're from Vietnam and you speak English perfectly. Yes, perfect. How old are you? The last question. I'm five. Five? I'm 5 years old. Oh my goodness. 5 tuổi làm sao có thể làm như vậy được nhờ? Đúng là thiên tài thật ấy. Mà cái vấn đề là cái phong thái rất vấn là đề là ngoài đúng rồi đó, mình nói đúng là có nghĩa là không phải là chỉ là học tiếng Anh, không phải là chỉ là accent đúng, mà bé có cái chính kiến riêng, nó nói là thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thế này thế nọ. Khoan, phản đối hai nhân vật này xa giữa lòng của bé và quên mất hai người là đoán sai rồi kia cũng sai luôn. Con ơi, con có muốn dành hình phạt nào cho 4 vị này không? Happy Peppa Apple Apple Pen với con. Yo. I have a pen. I have an apple. Apple pen. Yo. I have a pen. I have pineapple. Pineapple pen. Apple pen. Pineapple pen. Peppa Apple Apple Pen. Con tên là. Mấy tuổi? Con 5 tuổi rưỡi ạ. Rưỡi đâu rồi, còn rưỡi cơ. Các cô các chú bên chọn cho con nhé. Ok. Polar bears? From what I know, polar bears live high in the North Pole where it's really, really cold. But the sad news is he has his name written in a red book because he and lots of different other animals are about to vanish from this planet Earth forever. Why? What has human done? We cut down the trees, we throw trash in the wrong place, we pollute the air, which means each day it's gonna get hotter and hotter every day. So my friend Ice Cube here and many other animals don't have a home to stay in, don't have anything to eat, so they are about to vanish from this planet Earth forever. So what should we do? We should
plant more trees. We should throw trash in the right place, and we should reuse, and recycle. And we should stop polluting the air. We should do it right now, because it's already too late. You and I, we don't want to see any person or animal get sick, hurt, or die. We need trees and plants to breathe. They give us fruit, and leaves from trees can also be used as umbrellas for tiny bugs. Thank you for listening. Khủng khiếp, nó giỏi mà tôi nổi hết da gà, tôi ngồi nên nó nói mà. Ngoài cái phát âm accent đúng ra thì còn rất là tự tin, rất là nói chuyện ngắt câu cú ra đúng chứ không phải là nó thuộc bài. Nếu mà cô Ốc nhớ không lầm á là cô Ốc đã từng đọc bài viết giới thiệu về bạn Minh Anh. Cô lúc đó cô rất là ấn tượng với con, nhưng mà thật sự là cô không có nghĩ rằng là Minh Anh ở trên sân khấu bữa nay lại giỏi đến như vậy. Thật sự là con là một tài năng, một tài năng mà mẹ con rất là tự hào về con đó. Bây giờ tài năng đã được công nhận, và trên tay của Uy là đạo cụ của bé, người bạn của bé, đó là gấu trắng. Vì thế điều gì đến cũng sẽ đến. Con thân mến, dạ. Con muốn phạt hai đội làm cái gì cho con vui? Hát bài bằng tiếng Anh ạ. Có một bài này trong phim Walt Disney chắc chắn con sẽ thích. Please look in this stuff. Isn't it neat? Wouldn't you think my collection's complete? Wouldn't you think I'm a girl? The girl who has everything. Look at this roll, treasures untold. How many wonders can one carbon hold? Looking around, here you think, sure, she's got everything. Bài này trong phim gì con? Phim Ariel. Yeah, that's right. Rồi đội bên đây sao? Bây giờ đội bên kia có biết hát bài tiếng Anh hay không? Tôi nghĩ rằng là đội của tôi thì có lẽ là không thể nào xuất sắc như đội của hai bạn, nhưng đây đã là phạt thì chúng tôi chấp nhận. Nào, Bình ơi. Ok, bắt đầu. One, two, three. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Cái bài này là bài tiếng Anh khó nhất thế giới. Và ca khúc rất ý nghĩa thưa quý vị. Đây là một bài hát rất là ít người biết. Hồi nãy là bé trình bày về vấn đề môi trường. Những cái kiến thức đó không phải là do ai biên soạn cho bé hết, mà là bé tự biết và tự biên soạn là một cái đề cương cho mình để mà thuyết trình. Ghê vậy hả? Dạ. Ở đây là quá sức tưởng tượng. Tại vì 5 tuổi thì muốn nhận thức ít nhất là cũng phải là 3 tuổi đi, 2-3 tuổi đi. Thì cho tập chập chững thì nhiều lắm là 5 tuổi là chỉ có thể hello, good morning teacher này nọ. Dạ. Đúng rồi. Làm sao mà có thể nói được tới ngần này từ, mà ngay cả chú nói thiệt, thí dụ chú nói như con, chú nói còn cũng được. Hồi nãy con có giới thiệu về sách đỏ đó, thì con có biết là sách đỏ là gì không? Sách đỏ là cái sách người ta viết các cái tên của con vật nó sắp biến. Những con vật sắp biến, mất. Sắp tiệt chủng ấy con. Sắp tiệt chủng. Tiệt chủng đó con. Con có thể kể tên một số loài con vật, một số loại mà con biết là sắp tuyệt chủng không? Con gấu bắc cực, con hổ trắng, con tê giác. Thì theo con á, mình có cần phải bảo vệ những loài động vật khác không? Có ạ, vì là các loại động vật có thể giúp mình bảo vệ trái đất. Nếu mà không có cái gì hết thì là sẽ không có cái gì mà chỉ buồn được. Ngoài nghiên cứu về sách đỏ thì con còn biết gì nữa? Con thích lịch sử hay là con thích địa lý? Con thích lịch sử. Sao con thích lịch sử? Vì là nếu mà có rất nhiều trẻ con mà có nhiều người lớn hơn thì trẻ con phải nghe lời người lớn, vì là người lớn lại lớn hơn trẻ con. À, cháu đang giải thích cái hướng là lịch sử chứ lịch không phải là lịch sử. Cháu nói gì lịch sử. Bây giờ đó, sau khi con trò chuyện với lại bốn cô chú trên giảnh rồi, con sẽ quyết định là chọn đội của ai. Con chọn đội của cô Ốc ạ.
đây là phản khoa học. Đây là cô mọi chú chuyện. Hát cho con nghe một bài bằng cả trái tim. Con suy nghĩ cũng không suy nghĩ nữa vậy. Vì là ngày nào đội của chú Chiến Thành cũng có nhiều người nhất ạ. Minh Anh ơi, bây giờ con nhìn vô ống kính nha. Đó, ống kính trước mặt con nè. Con nhìn đi, rồi con nói với lại mọi người rồi. Là hãy bình chọn cho con để con có thể nhìn cái đó nó mỏi đó con. Con để trước là con. Ladies and gentlemen, please speak for me. My name is Minh Anh and I want to be in the final round. Chào chú Trân Thành ạ. Ừ, chào con. Ừ, thế cháu bao nhiêu tuổi nhỉ? Cháu 5 tuổi ạ. I know English. Wow. Ừ, giỏi thế. Vậy tài năng thực sự của em hay không? Để anh giao lưu với bé một tí. You say you know English? Yes, I say good English. Okay. So you tell everybody what is your name? My name is Bean. Oh, Bean? Yes, my English name is Bean and my Vietnamese name is Nguyen Quang Bình. Oh, you are so very intelligent. My name is Sam. Nice to meet you. Oh. I know a little bit of French. French? French? Really? Okay. A little bit. S'il vous plaît, monsieur. Bonjour. Bonjour, bonjour. I know hello by Japan too. Konnichiwa. Konnichiwa. Ah. How do you say thank you? I not learned that yet. You don't know that word yet? Yes. Okay. Do you know Korean? But I know Germany too. Oh, Germany. Germany. It sounds like English. It's called hello. 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 Danke. Danke schön. You sit there and he sit there. Two side of the chair. Oh, two side of the chair. Okay. Mọi người có ai phiên dịch nhầm giùm em không? Cái của em rất là sâu rồi. Được rồi, được rồi. Thôi giờ lát nữa nếu mà có bé ra mà bé có thực sự là tài năng là ngoại ngữ thì em sẽ là người trao đổi trực tiếp với bé bằng nhiều thứ tiếng luôn. Nhầm em không? Không. Nãy giờ ngắn gọn là bé chỉ nói xin chào thôi Sam. Bé giờ biết nhiều thứ tiếng thôi, nói vậy thôi, đơn nãy giản giờ, vậy thôi. Nãy giờ ai nói là Sam mới nói nó giao tiếp trực tiếp á. Em cũng là MC á mà. Sam. Bây giờ mình nice to meet you rồi, bây giờ mình hỏi bé xem bé ở nhà bé ăn uống sao. Đúng rồi. Cho mà giỏi vậy. Hello. Ok. Hi. Hi. Ok. Home. Home. Yeah. Home. What you eat? I like to eat egg. What? What? Egg. Egg. Là gì cưng? Đừng để nói cho cô. Quả trứng là quả trứng. Egg. And. And what else? I like to eat apple too. Apple too. Cái này em biết nha mọi người, không apple có cần kỹ nha. Em biết luôn, tại vì là em rất là hay uống trà sữa, những cái trái cây này. Là gì? I know a lot about fruits. Nói đi. Like blackberries, blueberries. Blueberry? Raspberries. Raspberry? Raspberry. No. Sorry. Raspberry. What did you say? Raspberry. Raspberry. Ah. Trái dâu. Bậy bạ rồi bà. It has grapes. Yeah, grapes too. Yes. Oh, grapes mới là trái nho đó. Yes, rồi. But blueberry is the delicious of all. Yeah, the blueberry is the one of the best one, right? Yes. We can make blueberry pie. Okay. Bé nói là bé ngoài ra bé biết mấy cái trái cây lạ nè, là blueberry là cái trái Việt Quốc. Raspberry là phúc bồng tử. Oh. Rồi thêm cái trái nữa, còn gì nữa con? Blueberry, bé nói là bé biết làm cái bánh. Blueberry, nào. Raspberry, and blackberry. Cái mâm sữa đỏ nữa. Purpleberry. Đó, rồi bé còn nói là có thể làm được cái bánh blueberry nữa. Bánh Việt Quốc, tại vì bánh Việt Quốc là ngon nhất ở trong đó, đúng không con? Em hiểu mà mọi người.
Cái bé nó cười cho chị đó. Ok, where do you go to school? Bây giờ cháu... qua cái hệ đi được. Bây cháu học Việt Chi ạ. Nhưng mà sao cháu có thể mà học giỏi như thế mà nói giỏi như thế nhỉ? Vì cháu học, cháu tự học. Tự học ở đâu? Học sao? Tự học ở máy iPad và ở máy tính ạ. Đấy, thật sự ra nha. Đúng rồi. Không phải là bé nào mà dọc iPad hay là máy tính đều là hư hơn nhá. Chi. Con có học ở YouTube đúng không con? Dạ. Con bây giờ con biết tiếng Anh rồi, con còn biết tiếng gì nữa không? Có, tiếng Việt ạ. Hay quá. Cái đó chú cũng biết nè. Bây giờ cô thấy là con có mang một cái hộp gì đến chương trình nè. Cái này là để làm gì vậy con? Cái đây để con đoán và phải chặn vào thì không được nói cái từ nữa không người ta sẽ biết. À là bé đố bằng tiếng Anh mình trả bé lời. Bé đố bằng tiếng Anh xong rồi ban bình luận sẽ đoán cái đồ vật đó là cái gì. This animal have a long tail and he have a very big mouth and it is bigger than a crocodile. The second it's. Đó là một dữ liệu đúng không? And it's very long. The third is and it is very sticky. Sticky. Right. What is that animal? Okay, bây giờ nè. Anh biết à? Nãy giờ em thấy anh giơ tay em, thực sự là em không biết. Anh muốn nghe lại thôi chứ phải là giơ tay anh biết. Đếm rồi kìa, đếm rồi kìa. It's a dinosaur. No. Khủng long. No. Dinosaur. Six. Five. It's a hippo. Nope. It's have a long tail. Hippo doesn't have a long tail. Five. Trời, nói tôi nó hàm ảo, nó hàm ảo không có đuôi dài. It's a dragon. It's a dragon. No. 1-0 out time. It's a snake. Yes. Correct. Yeah. Snake. Snake. Yeah. It's a snake. Có cái con trăng. Agapuda gì đó. Ừ đó. Con nó cái miệng nó to hơn cả cá sấu luôn. This animals have a long tail. The second, it's green. And the third, it's have very many teeth. Con gì mà màu con xanh nhiều răng? Đuôi dài, màu xanh lá cây và có rất nhiều răng. Dragon, right? No. 10, 9, con lấy dinosaur, 8, con khủng long hả con? Nope. Teeth hả? 7, màu xanh dài, 6, lá cây là cá sấu hả? 5, cá sấu hả? Crocodile. Correct. Yeah. Cái đó của em trả lời mà. Ai biết không trả lời. Trả lời bằng tiếng Anh mới được ghi nhận. Crocodile. Ok con, ok. Cô Sam cũng muốn đón quá à. This is what I always eat and it's very yummy. Everyone likes to eat. And the second is jello. And the third, it's very sweet. And it's... Cái này rất ngon mà rất muốn ăn. And it's eat and it have white things and we eat it's very sweet. What is that? Banana. No. Cái thứ hai là màu vàng, đúng không? Nhất là vàng. Và yellow, đúng không? Ten. Và cái thứ ba là có màu trắng nữa, tức là răng. It's a corn, corn, corn. Correct. Yeah, trái bắp. Là anh đó anh Huy, mà anh cũng không đoán được nữa. Em thấy, mà em chỉ nghĩ là trái chuối thôi à. No. Do you want to eat? Okay, thank your gift. Thank you. Yeah, you should, baby. You corn. Now let's something happen. Ủa, chưa luộc, mọi người ơi. This is a fruit that is very yummy and is very healthy. The second, it have and it grow up a tree. And the third, it can be grow up a tree, but sometimes can. What is that fruit? Vòng giống gì thực phẩm ngộ ta? 9, cái đó khó hả? 8, dừa hả? 7, coconut hả? No. Strawberry? No. Tomato? No. But it's orange. Màu cam. Carrot? Carrot? No. 4, 3, màu cam. 2, màu cam. Orange. 1, 0 out time. It's an orange. Orange. Still orange. Khi lần nhỏ mất đạp cố vô rồi. Suy nghĩ nào là cả
this is what we always do by math. And the second, it's have a number case on it. And and the third one, if we turn on the button, it will for out the number so we can do math easily. What is that? Okay, biết rồi. Telephone. Bảy ba rồi. Nghe cái câu đầu tiên giờ tôi dịch là mình biết liền nè. Eight. Để nói trước là dịch nè. Calculator. Sao nghe hộm dịch là giúp ích cái này công việc có thể tính toán nhanh. Mà khi chúng ta bấm cái nút thì chúng ta sẽ có thể làm dễ hơn. Là mình liên tưởng đến cái gì cầm tay. Excuse me. We have a rest time. Nó không nghỉ ngơi luôn. He needs a break. He needs a break. Yeah. You don't even let us to break, you know? Yeah, we need the break time. Yes, I know. Okay, we just talk a little more, right? Okay then. Okay. So you study from the website by yourself? I learn myself. By yourself? Giỏi quá trời. Bây giờ chú Thành hỏi con nè, tiếng Anh nước Nhật tiếng Anh tên gì? Japan. Vậy nước Hàn Quốc tiếng Anh tên gì? Là South Korea. Rồi, cảm ơn con. Con trai. Quá giỏi rồi. Bây giờ là tới phần chiêu mộ thí sinh về với đội của mình. Nghĩ là chú Thành không muốn nói ở cái vòng này. Mắt công thiên hạ họ nói chú này thế nọ. Chú chỉ nhắc con là từ nãy giờ ai nói chuyện với con để con hiểu thôi. Chỉ vậy thôi chứ không nói nhiều. This is Black and White Warrior. We stronger, smart. Trời ơi, you know. And we are the Power Ranger. What do you want? Oh, okay. Anh nói là okay. Anh không nói là khi nó về rồi. Tuy nhiên Black and White Warrior. Tự nhiên welcome boy. Đây là mình nhân của mình mang màu sắc của samurai. Thua, thua. Cảm ơn con trai. Hãy nhìn vào chiếc máy thần kỳ bên này. Con hãy nói bằng tiếng Anh cho mọi người bình chọn cho con tên gì, đến từ đâu và kêu gọi mọi người bình chọn cho con nói bằng tiếng Anh nha. Nhìn vô máy này. My name is Bean. Yes. Everybody, please vote for me. Yes. Yes. Quá giỏi. Quá giỏi. Chào con. Chào cô. Chào cháu. Chào chú. Hôm nay chúng ta sẽ làm gì nhỉ? Chúng ta sẽ viết các bảng chữ cái của cháu đã thuộc. Chú đang thắc mắc thế này là bảng chữ cái thì nhiều bạn cũng sẽ thuộc. Thì có gì đặc biệt không? Có. Các thứ tiếng thì nó rất khác với thứ tiếng của mình. Bảng chữ cái của nhiều nước hả con? Không, mà chỉ là 10 thôi ạ. Mà chỉ là 10 thôi ạ. Không, mà chỉ là 10 chỉ thôi, là à. Thôi à. Chỉ là 10 nước thôi hả con? Vâng ạ. Eo ơi, là con thuộc bảng chữ cái của 10 nước. Vâng ạ. Là những nước nào? Con kể tên thế nào? Con thuộc tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Do Thái, tiếng Nga, tiếng Trung Quốc ạ, tiếng Ả Rập ạ, tiếng Đức ạ, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Hy Lạp ạ, và tiếng Anh cổ từ hồi xưa. Con học ở đâu? Con học trên mạng ạ. Tự học, bé tự học. Thế ai bảo mà con lại thích học cái môn này thế nhở? Con học con thích rồi ạ, chứ không ai bắt ạ. À, giỏi thế. Thôi bây giờ mình biểu diễn một tí xem nào. Đầu tiên là gì nhỉ? Đầu tiên con sẽ viết tiếng Nhật. Nhật. Tiếng Nhật. A I U E. Cái này nó có phải là giống như là A B C D E không? Không ạ. Đây là nguyên âm hay là phụ âm? Thì tất là nguyên âm ạ. Rồi, phụ âm là gì? Ví dụ như chữ khả.
Kha. Ki. Ki. Ku. Ke. Ko. Còn kết hợp một ra một chữ xem nào. Dùng chữ. Aka. Aka, có phải là súng Aka không? Không ạ. Chứ là gì nhỉ? Nó nghĩa là màu đỏ. Màu đỏ. Ôi giỏi ta. Thế con học từ gì rồi, con viết cho chú vài chữ nữa xem nào. Ví dụ như từ. À, mình vừa thêm cái gì đấy? Shima Uma. Shima Uma là? Là con ngựa vằn ạ. Shima Uma. À, bây giờ tiếng gì nữa nhỉ? Hy Lạp đi anh, Hy Lạp đi. Pháp đi, Pháp cho gần mũi trước. Pháp. Rồi, Pháp nào. A. A. B. Rồi. C. Chữ đẹp quá. Con có viết nhầm bảng của tiếng Anh không? Không phải, viết nó cũng giống thế nhưng mà chỉ thêm một số vài chữ. Có ví dụ còn chữ nào mà không có là bảng tiếng Anh không có, còn ghi ra những chữ đây thôi. Chữ chi nên chẳng ạ. Chi. Chi. À, bây giờ con biết chữ Pháp nào, con viết ra thử xem. Princess. Princess. Là giống như là công chúa đúng không? Vâng ạ. Ừ, rồi còn chữ nào nữa không? Còn biết chữ nào nữa không? Con biết tiếng Đức ạ. À, Đức sang đây, Đức sang đây. A. A. B. B. C. D. D. E. F. K. H. M. N. N. O. O. P. P. À, P. U. Cái chữ cái nào mà tiếng Đức có mà tiếng Anh không có, chữ nào con? Chữ E. À, E. Ơ. Ơ. Ừ. Ừ. Tại sao có hai cái chấm này? Nó có như vậy thì ý nghĩa nó như thế nào? Nó khác nhau chỗ nào? Khác thì phát âm nó khác à. Bây giờ con đọc chữ A bình thường xem nào. A. A. Rồi chữ A có hai chấm đọc là? E. 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 Hay quá. Rồi sang đây, phải Hy Lạp thôi. Phải Hy Lạp. Mình phải qua Hy Lạp thôi. Hy Lạp Ả Rập á. Alpha. Vita. Gamma. Delta. Chết chà, tới cái giai đoạn này tôi ngu rồi. Epsilon. Epsilon nữa hả? Zeta. Zeta. Eta. Eta. Y tá đó. Peter. Peter là Peter. Yota. Yota. Dâu tầm. Yota. Kappa. Lambda. Lambda. Xi. Xi. Omicron. Dạ, con chữ mà omega 3. Omicron. Cái này đọc sao? Omicron. Omicron nha, chứ mà omega 3, ok. Rho. Rho. Sigma. Sigma. Ta. Ta là ta chúng ta đó. Đâu, bây giờ con viết. Được rồi, bây giờ con viết một chữ Hy Lạp ra cho chú coi coi. Rồi, đọc sao? Mitera. Mitera. Là gì vậy con? Là mẹ. Oh. Mitera. Ả Rập có khác Hy Lạp không? Có lắm. Ả Rập thì viết từ bên này sang bên này. Oh. Ả Rập ngược lại. Hy Lạp là thuận chiều mình, Ả Rập phải ngược lại. Cái này là? Alif. Alif. Alibaba. Ta. À, đúng rồi đó, đúng chữ Ả Rập á. Jim. Dal. Zal. Ro. Zain. Sin. Sin. Son. Don. To. Cái chữ này sai một chấm là cũng khác. Và. Ta. Lam. Mim. Nun. Ha. Rồi, cảm ơn con. Bây giờ mình qua đây viết một chữ Ả Rập giùm chú Thành ngay bên này. Nó phải quéo quéo vậy đó hả? Trời khó viết quá à. Trời ơi, sao mà biết trời hay vậy? Đọc sao con? Merhaben. Merhaben. Tôi xin chào. Merhaben.
Tiếng này quan trọng là do Thái. Đó, dưới đây. Do Thái bên nào? Bên này ạ. Bên này luôn. Ale. Ale. Gimel. Hay quá. Dale. Sao đứa nhỏ nó giỏi dữ vậy ta? Vò. Zai. Rồi, một chữ do Thái ở đây. Rồi, mình đọc làm sao? After. Là phía sau. Là ô tô. Ô tô. After. Ô tô. Bây giờ cái này khó nè. Thử thách con qua đây lại. Chữ Trung Hoa. Bùa. Bùa. Mua. Phua. Đưa. Đây là phiên âm phiên quốc âm, tế. Phiên âm quốc tế. Phiên âm quốc chi, tế của chữ Hoa. Chi. Si. Đây, bây giờ chú Thành biết cái chữ này, con có biết nó là chữ gì hay không? Chú Thành thử nha. Rồi. Rồi, chữ này là chữ gì đố con? Ủa. Ừ, chữ này là tôi. Ừ, đây, đây, đúng rồi, đây, đúng nè. Cái này là gì? Niếu. Niếu là? Con bò. Giỏi, yeah. Rồi, cảm ơn con trai. Được, sáng. Hay quá, giỏi quá. Đề nghị các vòng vỗ tay cho con. Con trai ơi. Dạ. Giỏi quá. Còn nhỏ mà ham học, tự tìm tòi trên mạng, không ai làm được như con hết. Chú Thành ngưỡng mộ con quá, bây giờ phải làm sao bây giờ? Phải về nhà nhau thôi. Nói gì đi Quy. Ngôn ngữ học ở đây là một bụng. Nói cái gì đi? Ông ngôn ngữ học kìa. Ủa sao ông nói ông thật ra thì nhỏ 10 nước đối về đó. Tiếng Hoa thì chú Bình là một bụng mất căn bản. Một bụng mất căn bản. Con có thể về đội chú và con có thể chỉ dạy cho thêm cho đội chú để Trung cho Thành không có nói nhiều. Nếu con muốn học ngôn ngữ, chú nghĩ con đã biết lựa chọn gì đâu? Chú mặc dù là chưa biết tiếng Hoa nhưng à, nhưng mà công nhận Thành nó viết tiếng Hoa đẹp thiệt. Đúng rồi thì ê nhưng mà hơi ê đúng rồi về đội mình làm gì đi con ơi, làm gì đi. Thật ra vừa gặp con thì chú đã có một linh cảm, con với chú là một người học ngôn ngữ rất là nhanh. Chú vừa thấy anh Thành viết được mấy chữ này là chú học được ba chữ khác của tiếng Hoa rồi mà chú thể viết được ngay bây giờ. Đó, con trai, nếu như con muốn viết những chữ phức tạp như vậy, chú nghĩ con đã biết phải lựa chọn về đội nào? Ở đây có hai đội là đội của chú Thành và cô Diệu Nhi. Còn đội bên đây là đội của chú Ngô Kiến Huy và chú Trịnh Thăng Bình. Đúng rồi. Con yêu thích đội nào thì con về với đội đó. Con sẽ về đội... Con sẽ về đội của chú Trần Thanh và cô Diệu Nhi ạ. Em đón con đi em. Cảm ơn con trai. Giỏi quá. À, anh Đức ơi, cô Diệu Nhi rất là thắc mắc luôn á. Là một bảng chữ cái của một nước như vậy là con học trong bao nhiêu lâu mà con thuộc hay quá vậy? Con chỉ học khoảng từ 2 đến 3 tiếng thôi ạ. Cái gì? Từ 2 tới 3 tiếng cho một nước. Vâng, từ 2 đến 3 tiếng con chỉ xem khoảng 5 đến 10 lần là con đã thuộc rồi ạ. Trời, em thề. Em thề là gần đây em có đi học tiếng Hàn Quốc. Và em học cái bảng chữ cái của tiếng Hàn Quốc. Và em học một ngày mà em chưa có xong hết. Không, trí tuệ em anh không bàn, anh hiểu. Chú thì chú nghĩ rằng là tụi con là những thần đồng rồi. Tụi con trời ban cho tụi con những cái điều mà người ta không có. Đó là cái độ IQ rất là cao. Ừ. Thấy không? Vì vậy cho nên chúng ta đã về với nhau là hoàn toàn hợp lý. Yeah. Hãy nhìn vào ống kính. Nói giọng dạc. Khán giả hãy bình chọn cho con tên gì? 2, 3, bắt đầu. Con tên là anh Đức ạ. À. Các khán giả bình chọn cho con nhé. Yeah. Cảm ơn anh Đức nhiều.